xin chào các bạn trở lại với kênh Nhiều Nhất Cho To nhá. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi lại đi vào một con đường làng nhỏ để đi theo chiếc xe công nông chở đá đến công trình. Đường hôm nay rất sốc nên là video nó hơi rung một chút các bạn nhé. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy ấn chuông ủng hộ kênh cho tôi nhé.